Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là bên kia là hồ Phước Hòa anh chị ha. Còn bên kia là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nhưng mà từ đây sang đó khoảng còn mấy cây số nữa. Thì cái vị trí tôi đang đứng là một con đường bê tông của nhà nước người ta mở sẵn rồi, thuộc ấp 5, xã Nha Bích, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì trước giờ thì tôi bên công ty tôi thì không có bán đất nền đâu, nhưng mà do có một cái đơn vị người ta gửi còn lại mấy cái nền F0 chưa qua đầu tư á, người ta gửi cho đơn vị tôi để phân phối lại cho người ta. Thì hôm nay tôi làm một cái video để gửi tới quý anh chị ha. Rồi mấy nền tôi chuẩn bị giới thiệu anh chị là nó nằm ở bên này anh chị ha. Trước khi đi chi tiết vào những cái nền đó thì tôi giới thiệu sơ bộ một lần nữa. Mời anh quay phim. Anh chị đi thẳng đằng này ra là mình sẽ gặp con đường nhựa liên huyện. Con đường nhựa này nó thông từ quốc lộ 14 sang DH507, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Rồi mình ra được DT41 này, ra được DT41 xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Rồi mình ra được DT41 khu nghiệp Bắc Đồng Phú, rồi bệnh viện Hoàn Mỹ, khu nghiệp Đồng Xoài 3. Rồi mình về được khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Công ty CVT Land của chúng tôi là nằm ở DH507, là đi ra đây gặp về hướng đó anh chị ha. Và đặc biệt hơn nữa, từ đây mình về khu công nghiệp BKMX Trân Thành. Mời bạn và giới thiệu anh chị, đây là bạn này là bên chủ đầu tư, nhân viên của chủ đầu tư. Bạn ấy là nhân viên bán những cái sản phẩm ở đây, tuy nhiên những sản phẩm này là chưa qua đầu tư nhá, F0 anh chị ha. Từ đây về BKMX sao em? Từ đây về BKMX Trân Thành 6 cây. Thì về BKMX Trân Thành 6 cây số rồi, còn về quốc lộ 14, ủy ban xã Nha Bích 1 cây số, rất là gần anh chị nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cùng anh chị đi tham quan những cái nền đất ở đây. Thì đây tôi thấy là trên tay tôi đang cầm một cuốn sổ của cái khu đất này. Nó chỉ còn vài nền thôi, không còn nhiều đâu. Thì nền ở đây người ta là ngang năm, sâu lô thì sâu 32, lô thì sâu 37 tùy từng lô. Còn thổ cư thì chủ đầu tư này người ta lên 100m thổ cư này anh chị thấy không ạ? Đó, rất là tuyệt vời anh chị ha. Còn khoảng cách thì vừa tôi có chia sẻ rồi, về khu nghiệp BKMX Trân Thành 6 cây số, về ngã tư Trân Thành cũng khoảng 5-6 cây ha. Đó, quốc lộ 13 ngã tư Trân Thành, khu công nghiệp BKMX Trân Thành 6 cây số, về Bầu Bàng Bình Dương rất là gần nha anh chị nhá. Từ đây về Bầu Bàng Bình Dương, từ đây về Bến Cát Bình Dương thì nó khoảng 15 cây thôi, 15 cây nó rất là gần. Đó anh chị ha. Còn về thành phố Hồ Chí Minh thì sao ạ? Từ đây về thành phố Hồ Chí Minh thì rơi vào khoảng 75 đến 80 cây số thôi. Còn anh chị nào mà muốn thì mình chạy xe từ đấy mình đo lên đây anh chị nhá. Và đặc biệt cái những cái sản phẩm hôm nay tôi giới thiệu cho anh chị là giá rất tốt nhá. Như tôi vừa có chia sẻ là chưa qua đầu tư. Giá chỉ bao nhiêu? 1.000 thôi, chỉ cần 1.000 ha. Một nền rẻ nhất và một nền cao nhất. Đây này. Cái nền ở đây tôi thấy là người ta bán là 670 triệu này. 670 triệu này. Cái 670 này bán rồi đúng không? Rồi còn 730 này chưa bán đúng không? Đấy, khoảng từ 730 với khoảng chưa tới 1 tỷ 2, 1 tỷ 3, giá nó rất tốt anh chị ạ. Đấy, còn để chiết khấu như thế nào nữa thì anh chị phải đến xem đất, mình phải chọn những cái lô mà mình yêu thích, thì lúc đó chủ đầu tư người ta sẽ chiết khấu xuống nữa cho mình. Thì cái này là giá, đây là tôi cho anh chị để tham khảo thôi anh chị ha. Đó, thì 730 với lại 1 tỷ 2 mấy, 1 tỷ 3 thì giá nó rất là tốt. Vì gần ủy ban này, gần trường học. Từ đây ra ủy ban một cây số, ra trường học cấp 1, cấp 2, rồi ra chợ thì đâu đó khoảng từ 600 đến 1 cây số là rất là gần. Rất là gần anh chị nhá. Thì rất là phù hợp cho anh chị là vợ chồng mà trẻ làm công nhân mà muốn có một cái những cái lô đất mà để mình xây nhà mình ở, để sau này đi làm những khu công nghiệp ở gần đây thì rất là phù hợp. Còn bây giờ thì mình và anh chị cùng tôi đi tham quan. Đây, mời bạn. Đây này, mấy ông này ông cắm cọc bê tông này anh chị. Đó, gì đâu ạ. Tuy nhiên là mấy lô này người ta mua rồi. Mua này. Đó. Đây, kia, cái hồ này không biết anh quay phim có quay được nhìn cái hồ. Hồ này á nó thuộc là hồ Phước Hòa, một góc của hồ Phước Hòa anh chị nhá. Đó. Rất là mát mẻ ha. Cái lô góc này còn không em? Dạ còn. Lô góc này còn. Quên vừa không nói anh chị, cái lô mà hơn 1 tỷ là nó tận hơn 1 xào đất nhá, gần 2 xào đấy. Giá rất là rộng.
đúng không? Rất là rộng. Đó, nhiều khi nhiều anh chị nói là tại sao mà nó lại mắc vậy? Tại vì diện tích nó quá rộng đi, nó gần 2 sào cơ mà. Đúng không ạ? Đất nhà đất chân thành anh chị biết rồi. Nó giá nó rất là cao. Anh chị mà mua mà lên đây mua mà ở xa, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh này, Đồng Nai này, Long An mà lên đây mua mà mình mà mua mình không biết mua, mà mua phải những cái chỗ mà nó diện tích mà nó không tốt, vị trí không tốt này, rồi diện tích nhỏ mà giá nó cao nữa, thì rất là thiệt thòi cho anh chị. Chúng tôi cũng muốn là đưa tới tay những nhà đầu tư, những quý anh chị mà đầu tư rồi quý anh chị mà mua đất để định cư ở, thì chúng tôi muốn gửi tới những cái sản phẩm tốt, những sản phẩm mà mang cái giá trị gia tăng cao cho mình, cho mình và gia đình mình. Chứ chúng tôi không bao giờ là muốn gửi tới cho anh chị mà những cái miếng đất mà giá nó cao và vị trí nó lại xa. Thì như vậy thì khi mà anh chị mua vào thì anh chị cái tỷ lệ sinh lời không có, rồi nó ở xa nữa, thì cái đó chúng tôi theo đạo đức nghề nghiệp thì chúng tôi không thể làm được cái đó. Chúng tôi muốn gửi tới quý anh chị những cái sản phẩm tốt nhất. Anh chị mua được sản phẩm tốt đó là niềm vui của chúng tôi. Anh chị có mua được mà bán lại mà sinh lời đó là niềm vui của chúng tôi anh chị ha. Đó. Nhớ anh chị nói là sao không thấy nhà? Nếu mà có nhà rồi thì giá đâu còn giá này nữa, đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ là chủ đầu tư người ta mới mở bán, người ta bán gần hết rồi, còn sót lại mấy cái nền này thôi. Chứ để mà nhà nó mọc lên rồi trường học mọc lên gần đây thì chắc chắn không có giá đó anh chị ha. Rồi bây giờ mình sang mặt bên này nhá. Rồi đây tôi giới thiệu vào cái lô chi tiết luôn, là cái lô góc này. Lô góc này bao nhiêu mét mặt đường này ấy? Dạ, tầm 3. Tính từ đây sang đây đi. Ở bên phía này là tầm 30. Cái lô này, cái lô này là bao nhiêu? Đây. Đây thì nó cái mặt đường này là dài 44 mét. Dạ. Và còn mặt bên này là dài tới 9,8 m. À 44 mét ha. Đúng rồi. Là cái lô. Dạ, lô 27 đây anh. À lô 27 này anh chị ha. Lô 27 này. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó, nha. Đó. Rồi, thì ngang 44 phải không? Dạ đúng rồi. Sâu 9,8 m anh. 9,8 m hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi, lô lớn nhất và đẹp nhất luôn á. À thế này tính ra đó đúng không? Mặt này mới là mặt chính của nó này. Mặt view hồ mà. Dạ, hồ. Thế thì đây anh chị ơi. Ngang 9,8 m, gần 10 m. Dạ. Rồi, sâu vào là 44 m, thổ cư 100 đúng không? Thổ cư 100. À, thổ cư 100. À, thổ cư 100. Cái này thì tôi nói giá bán luôn nhé. Cái này là 1 tỷ 150. 1 tỷ 150 triệu anh chị ha. Thì thương lượng hay không thì mình phải đến mình xem đất phù hợp với mình, lúc đấy mình ngồi lại với nhau mình thương lượng cái giá tốt nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh chị thương lượng cái giá tốt nhất anh chị ha. Trước khi kết thúc video này thì tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Cái vị trí tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp 5, xã Nha Bích, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Chắc anh chị chưa bao giờ thấy tôi làm những cái nền đất ở bên Nha Bích mà làm đất nền đâu. Tôi thì tiền làm đất lớn rồi anh chị ha, vài chục tỷ không. Đó, thì hôm nay thực sự tôi thấy cái dự án này người ta bán giá rất là tốt, giá tốt nên tôi muốn quay cho anh chị xem. Anh chị xem, anh chị ha. Đó. Rồi từ đây ra ngoài đường nhựa liên huyện của xã Nha Bích. Cái đường liên huyện này từ đấu nối từ quốc lộ 14 sang DH507 thì từ đây ra đó khoảng chừng 500 m, 500-600 m anh chị ha. Đó, rồi từ đây ra ủy ban, ra chợ, ra quốc lộ 14 thì khoảng cây số anh chị ha. Đó, và cái nền này nó đang bán là 1 tỷ 150 triệu anh chị ha. Ngang 9,8 m này, sâu vào trong kia là 44 m. Đó, 44 m anh chị ha. Vẫn còn nhiều nền nữa, còn nhiều nền. Con tôi thấy nó ghi ở đây là nền 5 m này, nền 5 m, rồi nền 168 này. À, còn cũng chỉ còn khoảng chừng 5-6 nền nữa thôi. Đấy, người ta mua hết rồi, không còn nhiều nữa anh chị ha. Tuy nhiên cái giá tôi đang nói đây là thời điểm trong tuần này anh chị nhá. Thì đất đai thì anh chị biết rồi, nó lên từng ngày, có thể tuần sau là giá khác. Thì ví dụ mà anh chị nào mà xem thấy cái video này mà nó nằm ở tuần sau nữa thì lúc đấy có thể là giá nó sẽ khác. Thì lúc đấy tôi sẽ tư vấn lại cho anh chị. Tuy nhiên thì anh chị nào hiện chí đến đất xem thì vẫn có thể thương lượng với chủ đầu tư. Chúng tôi chỉ là người để đưa anh chị tới đây, rồi người kết nối với chủ đầu tư với anh chị thôi anh chị ha. Rồi mọi thông tin về cái miếng đất ở ấp 5 và những cái nền đất này ở ấp 5 xã Nha Bích, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước thì anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968. Đó là hai số điện thoại hotline của công ty chúng tôi anh chị ha.
Ngoài ra, anh chị có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Anh chị có nhu cầu về nhà xưởng đúng không ạ? Thì truy cập vào website là cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com của công ty chúng tôi. Tới đây chúng tôi sẽ triển khai sang huyện Nhà Bích, xã Nhà Bích, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước để làm những miếng đất để cho anh chị những công ty sản xuất làm về xưởng gỗ này, xưởng may mặc này, xưởng nông sản này, vân vân. Đó, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị về cái mảng bên này. Một lần nữa xin cảm ơn.